Xin chào quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Như video trước bên mình đã giới thiệu con nguồn xung rất là mạnh mẽ và rất là uy lực con 4 kênh, thì nay bên mình giới thiệu thêm một cái dòng nữa là dòng men 2 kênh size 2U chuyên phục vụ đánh súp. Và quý vị và các bạn hãy nhìn này, xuống cái con đầu quản lý nguồn điện chỉ có hơn 130V. Dễ dàng nào? Ở quê của quý vị và các bạn chắc chả bao giờ điện áp tụt xuống nhiều đó đâu. Với dòng men này vẫn sẽ đánh rất huỳnh, rất uy lực cho quý vị và các bạn, không bị ngắt, không bị méo tiếng. Quý vị và các bạn chú ý nhé, điện yếu không bị ngắt, không bị méo tiếng. Có những dòng vẫn đánh được nhưng mà tiếng sẽ bị méo. Còn riêng với dòng này đánh tiếng không bao giờ bị méo. Như quý vị và các bạn vẫn tròn, vẫn chỉnh, vẫn uy lực. Ok, thì ngay sau đây chi tiết rõ này, men Ruby M1800, con này có công suất ở chế độ 8 ohm là 1800W. Đó, 1800W trên một kênh như quý vị và các bạn, thì nó hoạt động được ở 8 ohm và 4 ohm. 8 ohm và 4 ohm, dòng men chuyên đánh súp. Nghĩa là súp đôi coi 125 của quý vị và các bạn này, gọi là súp đôi hay gọi là súp kép ấy, súp kép hay là súp đôi thì nó đều là giống nhau cả. Quánh đảm bảo uy lực mạnh mẽ, không uy lực, không lấy tiền và hàng chính hãng công ty. Cái hàng này thì bên mình sẽ dần thay thế cho những cái dòng men R2000 2S đây. Đồng trước đây R2000 2S. Đó, thì con này nó cũng là size 2U và con này cải tiến hơn, nhẹ nhàng hơn một chút xíu nhưng mà công lực lại vẫn rất là uy lực. Con này nó chỉ nặng gần đến 25kg chứ chưa được 25kg nha quý vị và các bạn. Tuyệt vời không? Khi quý vị và các bạn mang cái dàn máy đi thì có con này với con 4 kênh, mỗi con có 25kg thì chỉ có 50kg thôi, rất là nhẹ nhàng. Trong khi đó những con size 3U hồi xưa của quý vị và các bạn đánh súp nặng 43kg một con đấy quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn cân lên những con size 3U và quý vị và các bạn sẽ biết nó từ 40 đến 43kg đấy, rất là nặng luôn. Còn con này tiết kiệm được sức lực cho quý vị và rất nhiều, và tiết kiệm cái giá tiền cũng rất tốt, giá thành rất hợp lý cho quý vị và các bạn. Thì chút xíu mình sẽ báo rõ cái giá thành cho quý vị và các bạn rõ hơn về cái giá thành của cái con này. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết và chút xíu sẽ test nhạc đánh súp chi tiết. Quý vị và các bạn thế này, xưa thì dùng những 80-90 sò cái đó để đếm cho nó đẹp mắt thôi quý vị và các bạn. Tổng công suất nó phải cộng tất cả mọi thứ vào, sò, tăng phô, rồi là tụ lọc, rồi IC gì, sử dụng ra sao, như thế nào, nó sẽ đưa ra cho tổng công suất chứ không riêng gì sò. Đó, con này làm rất đơn giản, công nghệ nó là Class H như quý vị và các bạn. Class H nhìn thì rất đơn giản, thế này để nó nhẹ lại, để nó nhẹ lại, không có giống như hồi xưa là quý vị và các bạn nhìn thấy con men nó phải mấy chục sò, nó rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái đó nó là xa xưa rồi, bây giờ công nghệ mới nhất thì có những cái gì mới nhất mình cứ dùng cái gì mới nhất quý vị và các bạn ạ. Đó, thì bao giờ hàng mới nhất thì nó cũng có công nghệ hay nhất và ok nhất. Đó, thì đây con men này làm như vậy nó sẽ tiết kiệm được cái cân nặng rất là nhiều và để cho quý vị và các bạn bê đi rất là nhiều, nhưng mà uy lực thì vẫn rất là uy lực. Tụ lọc nguồn đây 15.000 mi nhé quý vị và các bạn, 15.000 mi. Đó, 246 con. Còn trên này là tổng con này là nó có 32 con thôi à, 32 con mà cho ra công suất đó. Nếu mà quý vị và các bạn bảo 32 con thì ui, chắc là yếu lắm, nhưng mà không, công suất của nó là 1800W trên kênh. Mình sẽ đánh cái súp kia kìa, đó, súp đôi coi 125, súp đôi hỏa tiễn coi 125 đấy, và nguồn điện như thế để cho quý vị và các bạn ok chi tiết rõ ràng hơn. Giá rất là hợp lý nhé quý vị và các bạn. Cuối video mình sẽ báo cho quý vị và bạn. Ok. Và bây giờ cái con men bên dưới mình sẽ đánh súp và con men bên trên sẽ đánh tạm cái a dây để cho quý vị và các bạn cảm nhận rõ. Hả? Mình có qua cốt server nhé bạn. Cốt server đã cắt full rồi, cắt súp rồi. Đó, và nguồn điện như vậy. Cái này là nguồn điện này là bên mình phải dùng cái cục tăng phô đổi xuống. Tại vì cái nói có sách mách có chứng, mình phải đổi để cho quý vị và các bạn đánh biết là cái điện yếu nó có đánh được không. Chứ nhiều lúc mà cứ quảng cáo mà điện vẫn cứ 220-230, bảo là điện đánh điện yếu được thì quý vị và các bạn không tin. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm cho quý vị và các bạn tin rõ hơn, cái gì nó cũng phải có thực. Ok, lên nhạc đi anh cứ lên nhạc đi. Anh súp mà. Em đi lên thì anh say
trước đây đây. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời, phun rất là rõ ràng, súp rất là uy lực. Quý vị và các bạn đều cứ đeo cái tai phone rồi cảm nhận sẽ tuyệt vời hơn. Ok nhé quý vị và các bạn. Đây, anh cầm lấy anh quay luôn, phải để có mic nữa. Tại vì ok. Vâng. Cái dáng ảnh con này rất là hữu nghị cho quý vị và các bạn thôi. Trước đây cái con men 2002S thì bên mình đang bán nó là 13 triệu 500 ngàn quý vị và các bạn ạ. Thì cái con này nó cũng tương tự con đó nhưng mà nó xài cái kiểu khác hơn và nhẹ nhàng hơn một chút xíu, ok hơn chút xíu. Thì cái giá thành với con này thì bên công ty vẫn niêm yết giá chung với con 2002, nhưng mà bên này cái hàng mới về bên mình sẽ giảm cho quý vị và các bạn 600 ngàn. Thì giá cuối cùng con này chỉ có 12 triệu 900 ngàn. 12 triệu 900 ngàn trên con men mẫu mới nhất, mô đen mới nhất, công nghệ mới nhất Ruby M1008 nha quý vị và các bạn. Rồi, quý vị và các bạn có nhu cầu cứ liên hệ gõ hai số điện thoại hiện trên màn hình của điện máy Ruby, số 116 đường Lũy Văn Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ok quý vị và các bạn, xin chào và xin hẹn gặp lại những video kế tiếp.